ít tiền nhất tại khu C cho loại nhà 80m như trước mắt quý vị nhìn thấy đây. Đó là căn nhà hơn 15 tỷ, thời điểm hiện tại tháng 11 năm 2024 thì căn nhà này đang là căn nhà có mức giá rẻ nhất so với loại 80m, mặt tiền 4m, xây dựng là 4 tầng. Tại dãy nhà C43, một cái vị trí của căn nhà không lỗi. Và với mức giá hơn 15 tỷ là mức giá rẻ nhất so với tất cả những căn nhà đang chào bán ở đây. Ở dãy C43 này thì phía đầu dãy thì giáp với lại chùa, nhưng vị trí của căn nhà này thì là không hề vướng vào chùa. Và đối diện của căn nhà này là dãy biệt thự này, rất là thông thoáng. Từ căn nhà này cũng chỉ 20m là đi ra cái trục đường phía trước mắt quý vị nhìn thấy kia, chính là cái trục đường đôi cổng số 1 nối từ mặt phố Lê Trọng Tấn đi sang trung tâm thương mại Eon Mall, và hiện nay thì đã thông được. Thời gian nữa thì sẽ cho đi thông sang Eon Mall là di chuyển rất là thuận lợi thay vì cái cổng số 3 bây giờ. So với năm ngoái thì mức giá ở đây đã tăng lên nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên sự lựa chọn tại khu C bây giờ thì không còn nhiều cho những loại nhà 80m. Và với loại 80m thì đây là căn nhà hơn 15 tỷ có mức giá rẻ nhất so với các vị trí khác và các căn nhà khác đang chào bán. Những căn nhà hoàn thiện loại 80m thì đang chào lên đến 16 tỷ 8 đến hơn 17 tỷ cho loại này. Và đây một căn nhà thô với cái vị trí như quý vị nhìn thấy, đây là chính là phía đằng trước, đây chính là mặt phố Lê Trọng Tấn, và cái trục đường này là trục đường rộng 27m nối thẳng sang trung tâm thương mại Eon Mall, bệnh viện quốc tế và khu đô thị Nam Cường. Những căn nhà phía đầu hồi như quý vị nhìn thấy đây thì nó giáp, có 8 căn nhà nó giáp mới lại phía miếu làng La Cả. Còn cái vị trí của căn nhà mà họ giới thiệu quý vị thì nó nằm ở vị trí nửa trên kia, view sang biệt thự rất là thoáng và không có lỗi về phong thủy. Đường trước nhà thì đều là rộng 13m rưỡi và 3 làn xe di chuyển dễ dàng. Căn nhà này có hướng phù hợp với gia chủ là Tây Tứ Trạch. Ưu điểm của căn nhà này là nhìn sang dãy biệt thự nên là nó sẽ thoáng hơn rất nhiều so với những dãy nhà mà hai căn nhà 80m đối diện vào nhau. Căn nhà này pháp lý đã có sổ đỏ rồi và hiện trạng đây là nhà thô hoàn thiện mặt ngoài, đang cho thuê văn phòng, thuê kho với giá là 15 triệu một tháng. Nếu quý vị nào quan tâm đến căn nhà Thọ vừa giới thiệu ở đầu video thì có thể liên hệ ngay với Thọ điện thoại 0913 798 558 để sở hữu căn nhà này với mức giá tôi cho rằng hợp lý nhất và rẻ nhất thời điểm hiện tại tháng 11 năm 2024 rồi. Không còn căn nhà nào rẻ hơn, một cái vị trí thông thoáng và không lỗi như căn nhà này. Đối diện nhà mình thì những căn biệt thự này cũng đã đang về hoàn thiện để ở một vị trí được cho là trung tâm của khu C đẹp nhất tại khu đô thị Glenco Lê Trọng Tấn. Và với căn nhà 80m này thì dễ dàng bố trí thang máy. Các mẫu nhà 80m có thiết kế thang máy thì quý vị đều có thể xem ở trên kênh YouTube Thọ Lạc Gò Đèn, là đọc sẵn những mẫu nhà rồi. Ưu điểm của những căn nhà tại khu đô thị này chính là đường rất là rộng. Và điểm cộng cho căn nhà này cũng là gần mấy trục đường lớn này. Và đối diện là dãy biệt thự. Vâng, quý vị nào quan tâm đến căn nhà 80m này thì liên hệ ngay nhé. Chỉ có một căn duy nhất thôi.